giới thiệu cho cả nhà mình với tổng tiền là 3 tỷ 050 triệu đồng. Với căn nhà này thì anh chị có thể đi tắm biển nè, đi ra quảng trường 2 tháng 4 đi tầm 300m thôi, cũng như là mình đi bộ ra tầm 3 phút thôi nha anh chị nha, 3 phút thôi. Con đường như thế này, đây là đường Nguyễn Thị Thục nha anh chị. Xung quanh thì rất nhiều mặt hàng kinh doanh ở đây. Bên kia là ở dưới đây có khách sạn quốc tế nha anh chị nha. Đây là con đường Nguyễn Thị Thục một chiều nha anh chị. Đó, anh chị xem nè, ở đây là rất là nhiều mặt hàng spa nè, kinh doanh nè, buôn bán nhỏ lẻ ở khu vực này. Đây nè, đường kinh doanh cực kỳ sầm uất nha anh chị. Ở phía trước kia là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha anh chị nha. Chúng ta sẽ kết nối ra khu vực phía tây và cũng như là có thể là đi ra biển luôn nè. Ở đây thì dân cư là cực kỳ đông đúc nha anh chị. Khu vực này là nằm tại phường Tân Lập, phường Lập Thọ ở thành phố Nha Trang nha anh chị nha. Ngôi nhà hôm nay thì em giới thiệu cho cả nhà mình nó với tổng tiền là 3 tỷ 050 triệu đồng. Căn nhà thì được thiết kế là 3 tầng, 2 phòng ngủ, 3 công trình nhà vệ sinh nha. Ngay đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha anh chị. Buổi tối cả nhà mình đi ra đây cũng như là đi ăn uống nè, không thiếu thứ gì luôn. Ở đây thì mặt hàng kinh doanh là rất là nhiều. Ở bên kia có quán cà phê Hồng Tuấn nè. Ngay đây là có một cái mặt hàng kinh doanh bán đồ ớt hiểm nè. Đó, ớt hiểm, có nhãn hiệu là tên là ớt hiểm. Ngay đây thì có những cái siêu thị lớn ở con đường Nguyễn Thị Minh Khai này nha anh chị. Ngay đây là mình có thể đi về ra tới biển nè anh chị ha. Mình đi bộ tầm 3 phút thôi. Phía xe kia là biển rồi nha anh chị. Đó, đây là anh chị xem nè, thông tin nè, đó, rất là nhiều. Ở đây thì bên kia là tòa nhà Vigo nha anh chị nha. Tối mình ra đây thì ăn uống, đi chơi đi gì, không có thiếu thứ gì luôn. Và căn nhà hôm nay là hiện tại là được xây dựng với thiết kế là 3 tầng nha anh chị nha. 3 tỷ 050 nha mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn cả nhà mình đi vào bên trong ngôi nhà khám phá cho cả nhà mình xem thử là ở 3 tỷ 050 này mình sẽ được những gì nha anh chị. Cả nhà mình còn ở lại xem video có thể là tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nha. Đó, đây là đường Nguyễn Thục và em đang quay lúc 4 giờ chiều nha anh chị. Thời tiết này thì rất là mát mẻ, đông đúc luôn ở tại thành phố Nha Trang. Đó, ở đây là khu phố Tây nha anh chị, cực kỳ đông đúc luôn. Nói chung thì ngôi nhà này thì đường hiện tại là đường xe ba gác thôi. Đó, nhưng mà đầu hẻm thì nhà mình vẫn chạy được ô tô vào nha. Nhưng mà để đi vào bên trong ngôi nhà của chúng ta thì nhà này chỉ có đi đường ba gác thôi. Anh chị xem nè, đây là cái ngõ đi vào bên trong ngôi nhà 3 tỷ 050 ha. Đó, và nó nằm trong một cái con hẻm, là hẻm này là hẻm số 11 nha anh chị. Ở trong đây thì cũng có rất là nhiều nhà hàng nè, khách sạn, ăn uống, không thiếu thứ gì ha. Cũng như là căn hộ nè, đó nha anh chị. Đường này thì rất là rộng rãi rồi. Nhà mình cứ yên tâm ha. Nằm một trong con hẻm. Hẻm này hẻm 65 nha anh chị, em nhầm nhé, 65. Bên đây là tòa nhà căn hộ khách sạn nè, anh chị xem nè. Đó, rất là đẹp ha. Bên kia tòa nhà panorama nha. Đó, đường rất là rộng rãi. Ở đây là nhà cửa san sát nhau hết rồi anh chị ha. Ngay đây có tòa nhà khách sạn nè. Đây, khách sạn cả toàn rất là đẹp. Nhà cửa thì rất là nhiều, đông đúc. Vô tới đây thì đường xe bán tải vô tới đây nha anh chị. Trong kia thì đường 2m 2m rưỡi thôi, nói chung là đường bay gác nha anh chị nha. Đó, đường vô tới đây là đường cục nha anh chị. Sau quy hoạch thì đường này mở rộng 4-5m nha anh chị nha. Nhưng mà ở đây thì chưa biết khi nào làm thôi, nhưng mà trong quy hoạch thì em đã thấy có diện tích mở rộng rồi. Anh chị xem là bên trong ngôi nhà dân như thế này, họ đã làm một cái khoảng sân rồi. Còn sân như thế này là họ sẽ bắn từ cái đường ở phía kia, bắn thẳng vô đây luôn. Là đường của chúng ta đó sẽ quy hoạch là đường xe ô tô nha anh chị. Trong đây thì đường cục nha anh chị nha. Đây em sẽ quay chi tiết luôn. Đường này đường cục mà. Đó, trong đây đường cục nha. Đó, bên kia là đi thông bên kia vẫn được. Đi đường cục thôi. Ở ngôi nhà hôm nay thì được thiết kế là nhà 3 tầng nha anh chị. Đây, ngôi nhà hôm nay này, đó, được thiết kế là 3 tầng nè anh chị nha. Chung thì đường cũng nhỏ lắm. Đó, đường xe máy đang đi nè. Hai xe máy né nhau nha anh chị nha. Đây là ngôi nhà 65C2B nè, mới xây dựng xong. Đó, đây bên ngoài, rất là đẹp. Đây, ngang như thế này là 3m55 nha anh chị nha. Trong đây thì mình có thể để được một chiếc xe máy ở trong này. Và chủ nhà đã thiết kế thành hai lớp cửa, một lớp cửa nhôm sắt này, nhôm sinh pha này. Đây là cái không gian phòng khách nhà của chúng ta.
Đó, rất là đẹp, còn mới luôn anh chị ha. Đó, nó tặng cho cả nhà mình những cái bộ ghế như thế này. Trên thì tường ốp cho cao, bóng đèn thì rất là còn mới luôn. Đó, không gian bên trong kia là khu vực bếp nè, bên kia nhà vệ sinh nè. Còn đây là lối lên cầu thang lên tầng trên. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong review cho cả nhà mình nha. Chị ha, bây giờ em sẽ đi vào bên trong ngôi nhà nè. Đi vào bên trong thì nhà nói chung phòng ốc nó rất là mới nha anh chị ha. Đây, ở đây chúng ta sẽ có một cái máy lạnh nè, 3 tỷ 050. Chúng ta sẽ có luôn cái máy lạnh này, hai bên là hai cái đèn, trên là tròn thạch cao với những đường chỉ cấp H nha. Nhà đây có đường là một cái vách ngăn nha anh chị nha. Và không gian này là không gian khu vực bếp nè. Nói chung thì nhà này thì chị chủ nhà làm rất là tâm huyết, rất là bắt mắt luôn và hiện đại. Dưới là có làm cái đèn H này đó, đèn H này đó, rất là nháy luôn. Trên thì có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, đóng đụng tròn luôn nha anh chị ha. Đó, nhà mình nói chung là nhà này khu vực bếp còn rất là mới nha anh chị, rất là xịn sò. Ngay không gian này chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang này đó. Ngay đây thì có cái bồn cầu này, bồn cầu này đầy đủ. Nói chung là nhà toilet còn mới anh chị ha, nó rất là đẹp. 3 tỷ 050 thì một căn nhà cách ở tắm biển Nha Trang 300m thôi, được, quá tuyệt vời nha anh chị. Đó, ngay đây bây giờ em sẽ đi lên cho tầng 2 review tiếp theo cho cái nhà mình ha. Cầu thang như thế này thì cũng được 60 nha anh chị, 60 phân. Đó, đây không gian cầu thang. Ngay đây có một cái ô giếng trời nha anh chị, ô giếng trời này có đèn cầu thang này đầy đủ. Đó. Bây giờ em đang sẽ đi lên cho tầng 3 quay cho quý cô chú chị xem này. Đó. Đó. Ngay đây là phòng ngủ nha anh chị. Phòng ngủ như thế này là mình sẽ có một cái ban công như thế này. Đó, mình sẽ thấy được cái bên kia nè, được view nè, rất là đẹp anh chị ha. Ở bên đây là có một cái dãy tòa nhà căn hộ nha anh chị. Đó. Dân cư ở đây thì nó rất là đông đúc mà. Ở đây mình có luôn cái vòi rửa tay ở đây luôn. Và cái máy lạnh nằm ở ngoài đây. Đó, cục nóng và cục lạnh nè. Đó. Nói chung về phòng ốc thì tường sơn đồ em thấy nó cũng rất là bắt mắt hả anh chị ha. Nhà mình thì đây, đây là cái cửa nhôm sinh pha nè. Họ làm rất là tâm huyết và chắc chắn. Đó. Họ sửa sang lại, xây lại tính ở nhưng mà không ở nữa, quyết định bán. Ngay đây là không gian khu vực nhà toilet, có luôn cái máy nước nóng Ariston giờ cho nhà mình luôn này. Đầy đủ công năng, phòng ốc rất là mới anh chị ha. Đó. Cửa nhôm thì nhôm sinh pha. Nhôm này làm nhôm thường nha anh chị, nhôm thường. Còn cái cửa kia mới là nhôm sinh pha kìa. Đó, kiểu kia mới là nhôm sinh pha nha. Ngay đây là có một cái cửa gỗ công nghiệp. Đó. Thì tổng quan thì ở tầng 2 thì đang có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha anh chị. Đó, bây giờ em sẽ đi lên cho tầng tiếp theo. Tầng này tầng 3 nha. Ngay đây mình chúng ta sẽ có ô giếng trời nữa này. Đó. Rất là đẹp. Cầu thang thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đó, ở đây sẽ đi lên sẽ có một cái nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh cũng giống như ở tầng trệt luôn. Và đặt cái máy giặt ở ngoài đây nha anh chị nha. Nhà chúng ta sẽ có một cái cửa sổ như thế này để mở ánh sáng, không khí vào bên trong ngôi nhà chúng ta. Rất là mát mẻ nha anh chị. Đó. Cái không gian phòng ngủ ở giống như tầng trệt luôn nha anh chị nha. Nói chung thì đầy đủ công năng, chủ nhà cũng đã set up sẵn cho mình là máy lạnh này. Không gian trên này là một bộ trần thạch cao, những cái đèn led xung quanh âm tròn nè, có đèn cấp H luôn. Ngay đây thì chúng ta sẽ có hai cái bộ rèm như thế này, tối chúng ta có thể kéo rèm lại là ngủ nha. Ngay đây thì đây là không gian ban công, cửa là cửa nhôm sinh pha rất là chắc chắn nha anh chị. Ban công của chúng ta rất là rộng rãi, có thể tối anh chị có thể mình đặt hai cái bàn ghế ở đây để mình ngồi ăn uống hóng gió ngắm cái view như thế này. Đường kia là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha anh chị, đường Nguyễn Thị Minh Khai thì buổi tối đường Nguyễn Thị Minh Khai rất là đông đúc ha anh chị ha. Thời tiết mà em đang quay là tầm 4 giờ. Căn nhà của chúng ta thì nó hướng nam, thì đón gió là cực kỳ là mát mẻ luôn anh chị ạ. Nói chung thì nhà này nằm ở tại trung tâm của thành phố Nha Trang, với tầm tiền là 3 tỷ 050 triệu đồng, với diện tích là 31m2. Thì đây là một căn nhà quá hời để cho cả nhà mình có thể là mua ở này, hoặc là mình có thể cho thuê lại. Vì căn nhà này đi tắm biển Nha Trang cũng như đi những cái tiện ích xung quanh, nó rất là thuận tiện cho nhà mình ha. Nếu mà cô chú anh chị quan tâm về ngôi nhà này thì có thể là để lại cho em một bình luận phía dưới và tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nha. Rồi, và đừng quên là nếu mà anh chị quan tâm ngôi nhà này có thể liên hệ qua số điện thoại 05 nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này. Xin chào.